Đây là hồ thủy sinh nhà mình setup rất là đơn giản nha mày. Đây mình trồng này là cây vầy ốc siêu đỏ này mày. Từ lá nước chuyển sang lá từ lá cạn sang lá nước nha. Nó bắt đầu nó đỏ rồi đây mày. Mình về bữa mình sẽ tỉa ra. Ở trong mình cũng có cây lá ha. Lá hoa lan này mày. Bên đây là cây tiêu thảo nha, và cỏ nhật đấy nha bạn, bạn thấy không, tất cả là cây thật hết nha. Rồi mình có thả tép đồng nha. Có mấy con tép luôn rồi, này gọi là thường người ta gọi là tép mồi nha. Còn này là ở quê mình gọi là tép tép đồng nha các bạn. Cây rất là xanh nha. Hiện tại mình chưa dùng CO2 nha các bạn. Chỉ sử dụng lọc thôi nha. Để mình sử dụng lọc nè, cây lại nhi nè. Tiêu thảo mình rất là xanh tươi. Mình quay các bạn xem. Mình chỉ xài quạt với lại lọc. Một mềm, ấm trong bàn. Mình có hai em cá chuột trốn mất tiêu rồi. Đây, cá chuột trốn rồi. Cá chuột ở bút chì. Chì trốn rồi. Đây, bút chì siêu to luôn. Mình mới cho nó một mớ trùng chỉ nè. Tép ra. Tắt mèo rồi nó đi nè. Cá ni ông thì mình cũng có nuôi mấy con, nó cũng có chữa nè các bạn, bụng rất là to nha. Cá cánh bòm nữa. Ở trong là một em cá tiên ông tiên. Ở đầu muôn nhỏ xíu, bây giờ rất là to nha. Rất là hung dữ. Cá ni ông rất là đẹp không? Bạn thấy không? Có anh kim. Cá đây là cá đầu đỏ nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ mình làm các video tiếp theo nha các bạn. Đây có ốc nê tra nữa. Ốc này.